Các bạn nào bây giờ mà chưa nhận thì nhớ vào nhận lẽ nha. Mình không biết là hôm nào nó sẽ hết luôn. VNG dạo này ngáo giá rồi. Mà lấy dòng dạo này bị ngáo giá các bạn ơi. Ê, tính dạo này mở quá trời đồ ngon luôn. Đồ miễn phí cũng đẹp nè. Rồi xong mở được pep cũng xinh luôn. Trời ơi xịn dữ trời. À ha. Hello hello mọi người. Sun đây. Chào em nha. Thì hôm bữa giờ mình mặc đồ học sinh mà mình không thèm vào trường các bạn ạ. Đến hôm nay mình mới lướt qua đây, mình mới để ý là chỗ này có mấy NPC trước cổng trường nè. Ủa mấy NPC này mới hả ta? Không biết ai luôn đó trời. Cái gì mà chúng ta hẹn gặp nhau cái gì trời. Từ từ để mình coi thử coi ha. Ai nói chuyện cái nè. Mới đó mà đã tốt nghiệp rồi hả? Bạn tự mình tham gia lễ tốt nghiệp à? À đến đúng lúc Lam vẫn đang bắt đầu hát ở đây. Phải có mũ với áo choàng cử nhân mới tham gia được. Ok. À vào đây làm bạn hướng dẫn mình vào trong này làm gì nè, vào trong trường các bạn ơi. Ơ đây có ai nữa nè. Ủa nhưng mà sao nó chỉ ra ngoài trời. Cái sân các bạn ơi. Ủa ở đây có một người là trưởng hội học sinh nè. Có cái bộ đồ đẹp dữ ta. Để tham gia lễ tốt nghiệp bạn cần có mũ áo. Nếu bạn cần thì bây giờ tôi sẽ cho bạn miễn phí luôn. Quay được luôn nè. Ui một cái mũ cử nhân. Rồi cái này là cái áo hả ta? Ồ áo choàng cử nhân. Wow. Ôi ngon gì trời. Ê tự nhiên cái khơi được bộ đồ luôn kìa. Ai mình quay lại xem là chỗ này nói cái gì ta. À ok ok. Cùng hát. Giờ đây phải nói lời chia tay hay sao? Chọn hay sao đi. Dù đi đâu cũng không quên tình bạn bền chặt của chúng ta. Ok. Ví dụ một ngày chúng ta hẹn gặp nhau. Hãy nâng ly. Ồ rồi tôi đoán đại các bạn ạ. Các bạn nào bây giờ mà chưa nhận thì nhớ vào nhận lẽ nha. Mình không biết là hôm nào nó sẽ hết luôn. Thôi để mình vô trường cái nha. Hồi nãy là mình thấy có một NPC nào là lạ lắm luôn á. Thế đi xung quanh trường cơ. Rồi em, à đây đây. Để xem là cô muốn cái gì nha. Thấy chấm hỏi nè. À cô Ginny. Hôm nay chúng ta cố gắng để có một buổi học vui vẻ nhé. Cô là Ginny giáo viên thân thiện nhất trường ta. Ủa gì ấy. Tự nhiên tự luyến dữ vậy trời. Chịu ơi. À có một học sinh mới đến. À nói chuyện với bạn học sinh à. Ok cô luôn. Cặp gỡ học sinh chuyển trường. À quà thưởng là được một cái gì nữa nè. Hay vậy. Mình chưa biết là cái gì luôn. Để xem nha. Đây đây học sinh chuyển mới đây. Uầy. Trời ơi học sinh chuyển trường gì mà có cái sừng trên đầu vậy trời. Đang làm gì thế. Xin chào. Có vẻ vẫn còn ngại à. Trời ngại nói đi trời. Bạn có thích cái này không. Cái này là cái gì ta. Khủng long hả. Ồ sao bạn biết. Cô Ginny nói cho bạn à. Ồ tôi đánh đại đó bạn ơi. Ồ vậy là mình nhận được thưởng rồi nè. Rồi cái đó là cái gì ta? Thôi để xem là bạn có mình muốn mình làm gì không nhở? Vào lớp và nói chuyện với Tracy. Ủa, Tracy đây. Tracy đây là nói chuyện ở đâu? Từ đã nhưng mà mình không thấy Tracy. Không phải Tracy này hả? Tracy nào vậy trời? Để mình đi kiếm thử xung quanh xem ha. Thằng nấu ăn có không? Có luôn. Hay là căng tin? Không có luôn. Ủa, là ở đâu ta? Trong này. Không có luôn. Ủa? 2000 years later. Sao ngồi tôi bị lừa các bạn ơi. Tôi quay lại tôi nói chuyện cái coi. À, mình biết rồi, phải làm tham gia lớp học cơ nhưng mà bây giờ hết giờ mất tiêu các bạn ạ. Mình kết thúc lớp học mất rồi. Thôi trong khi chờ đợi trời sáng để làm nốt nhiệm vụ thì mình sẽ đi trả cái mini game kia nha. Để xem ngày hôm nay là ai nào. Bước 1 hoàn thành, bước 2 gen đi thích khác, bước 3 tên pet là bún đậu và pet nào cũng được anh. Ok luôn, pet nào cũng được đúng không? Bởi vì hôm nay sẽ là bé tinh linh đất tiếp nha. Tinh linh đất đổi thành bún đậu nè. Ok lưu luôn. Rồi rồi anh đặt bán ở đây nha. Bây giờ thì cho em lên TV nữa nè. Ui với tình hình như này chắc là giọng hát Jenny nội lực lắm nè. Cả có mãi với vương team nữa chứ. Ok ok để anh ký nha. Rồi rồi để thành viên vương team là anh ký cho em nè. Ký nha. Mãi yêu em nha. Ok vậy là xong mini game rồi. Nếu như các bạn muốn được lên TV thì đừng quên xem cái video, sau đó ấn like, subscribe cho mình nha. Và comment cho bé xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì các bạn ơi có cái chuyện này hay lắm nè. Thì do là cái nhiệm vụ kia mình chưa lấy được cái đồ nốt các bạn ạ. Mình đang chờ đến sáng mai để mình đi học các bạn ơi. Sau đó mình có ra mình lướt group thì mình thấy cái bài này nó hay cực luôn á. Thì mình có thấy một bạn đăng bài trong group hỏi là mọi người ơi bé pet này có ghép được không ạ. Chứ mình lỡ mua tận 4 bé rồi. Ê mà trong hình là 4 bé thật nha các bạn. Mà cái con này mình thấy lạ quá trời luôn. Hình như là con gấu trúc hay cái gì các bạn ơi. Mà có cái này hài hơn các bạn này. Ở dưới có một bạn comment là tôi biết kiểu gì cũng có người như này. Trời ơi. Ủa ý là cái con này là không ghép được hay là ghép được ta? Tự nhiên mình đọc xong rồi mình chấm hỏi luôn các bạn ạ. Làm mình tò mò quá trời luôn. Thì sẵn đây mình chưa lấy được cái đồ kia thì mình sẽ đi tìm xem là cái đấy nó ở đâu nha các bạn. Theo mình nếu mà ghép được thì chắc là sẽ ở khu thú cưng đúng không ta? À, vì chỉ có thú cưng mới ghép thôi chứ bình thường làm gì có con nào ghép được đúng không? Bây giờ mình sẽ qua về khu thú cưng xem sao ha. Tự nhiên đi qua đây làm gì cái giờ lại phải về khu thú cưng các bạn ạ. Đây mình về Plaza đây, chắc là ở trong khu thú cưng các bạn ơi. Đợt này cập nhật cả group chúc luôn ghê. Trời. Đây đây, trong này thì mình xem nào. Ngoài mấy khu thì vẫn như cũ nè. Nếu như gấu trúc thì ở đâu ta? Ở đây không trời.
Ê, có pet mới luôn hả? Ảo chứ, trời mà sao trong này không có nhở? Ai mà biết được. Ê, con hình như con này đúng không? Gấu trúc mềm mại nè. Ô, quá trời bạn có luôn nè. Từ từ, để mình hỏi thử xem nha. Thì ra là nhiều con này luôn mà không nãy giờ mình không để ý luôn hả? Ôi sao mà nhiều chứ, trời, con này dễ mua lắm luôn hả ta? Bạn ơi, cho mình hỏi xíu. Ô, bạn này còn on không ta? Ủa, đang còn on mà. Ủa, sao mà đứng hết thì trời. Thế nhưng bạn này không on rồi hay làm gì rồi bạn ơi? Từ từ để mình xem là có bạn nào di chuyển không. À, bạn này cũng có luôn nè. Đây. Hello. Mình hỏi xíu, bé gấu trúc ở đâu vậy? Ủa, người đi đâu mất tiêu rồi? Trời ơi. À, ở trong shop hả? À, đây có bạn này biết nè. Ủa, trong shop hả? Từ mình chưa biết đâu, nhưng mà cứ cảm ơn cái đi ha. Vậy hả, cảm ơn em nha. Trong shop đúng không? Trong shop thì chẳng lẽ cửa hàng nội thất không phải? Thì là trong này đúng không các bạn? Ồ, nó đây nè. Oh my god. Nó tình hình ở đây mình không biết luôn. Cái gì mà xem 90% này trời. Ôi, xong rồi. Xong rồi các bạn ơi. PNG dạo này ngáo giá rồi. Và lấy dạo này bị ngáo giá các bạn ơi. Thôi xong rồi, hốt lẹ các bạn ơi. Oh my god, 90%. 300 kim cương mà còn có mỗi 30 kim cương thôi. Mình có đang mơ hay là đang tỉnh không các bạn? Các bạn xem clip này thấy clip mình thật không hay là clip giả ấy trời. Để mình xem thử nha. Đây, gấu trúc mềm mại là còn 14 ngày lận nha các bạn. Nhưng mà mình không biết là sale đến hôm nào cơ. Từ mình xem thử thuộc tính ha. Ồ, đúng là một bé pet thật nè các bạn. Có mấy cái chỉ số như là đến đây nè, ngồi đi nè, mấy cái này là mấy cái lệnh nha các bạn, dành cho mấy bé pet luôn. Có thể mở khóa thú cưỡi bằng đá quý. Có nghĩa là khi mình mua con này là mình cưỡi được luôn hả? Ôi ôi, mệt bằng đá quý luôn hả? Ê, vậy thì nếu con này mà là thật á, thì nó chính là con pet đầu tiên trong play có thể cưỡi mà không phải mở bằng thỏi vàng nha các bạn. Con đầu tiên luôn á. Bình thường là phải xài tới 100 thỏi lận cơ mà. Mà lại còn thuộc tính VIP nữa cơ. Xong rồi. Chắc chắn là mơ rồi các bạn ơi. Cái này không thể nào là thật được. Oh my god, mua luôn các bạn ơi. Thôi khỏi nói nhiều đi. Mua luôn, có 30 kim cương à. Lươn lẹo. Rồi, hộp thư luôn nè. Đây, để mình nhận cho các bạn coi nha. Đấy. Về VIP nha các bạn. À nhầm, VIP nha các bạn ơi. Ui ôi, cu te quá trời luôn à. Độ mềm mại tăng gấp đôi khi trèo lên đầu bằng gấu trúc. Mười điểm. Ô, để xem là lần này nhà phát hành có nói thật không nghe. Mong là không có tôn nha. Lần này mà nhà phát hành mà trôn tôi là tôi giận luôn đó nghe. Đây để mình lấy ra xem nào. Đây, bé bé mới, gấu trúc mềm mại luôn nè. Ui, cu te lắm luôn á. Ôi ơi. Cái đầu thì bự quá trời mà cái thân có chút xíu à. Trời ơi, có cái đuôi đấy nè. Ơ gì nó chạy kìa. Ơ chạy. Cái gì trời? Tướng như kiểu mới ăn no xong các bạn ạ. Gì mà bỏ có đúng 30 kim cương ra thôi mà bây giờ được nguyên con pet xịn sò như này rồi. Ôm bé lên thì bé xíu luôn các bạn ơi. Mình đang để hình dạng là hình dạng bình thường á mà bé này cũng bé xíu à. Cụ te lắm luôn. Rồi mình sẽ thử cái tính năng gọi là tính năng thú cưỡi xem sao nha. Bấm vô bé nè, sao có cái tính năng cưỡi ở bên này nè các bạn. Oh my god. Ôi xong rồi, là thật rồi. Mở bằng kim cương thật các bạn ơi. Mà tốc độ cũng nhanh lắm nha. Tốc độ là 5 nè, tăng tốc là 8, là cũng tương đương với một cái xe máy các bạn ạ. Ôi, quá ngon rồi, được rồi. Đây, 240 kim cương rồi, đúng rồi. Nói chứ lần này mình mới tích được lại kim cương chứ. Nếu như mà thiếu thì mình cũng sẽ nạp vô để mình mở khóa nha các bạn. Trời ơi, làm gì có cái dịp nào như dịp này đâu. Rồi, 200 kim cương, mở nè. Ok luôn. Ây da, giờ phút quan trọng nè. Cái này quan trọng chứ không cưỡi được thật không ấy. Hay là lừa nè. Để tôi cưỡi thật nghe. Hey. Oh, what? Ôi ôi. Trời ơi, tôi ngồi đầu gấu trúc các bạn ơi. Mà giờ nó to quá trời luôn nè. Ôi trời ơi. Cái gì vậy trời? Ôi, gì nó chạy nè. Ê, nhìn cái mông nó nè các bạn ơi. Cái tướng chạy nó y chang lúc bé luôn. Mà nó bự hơn. Ê. Từ nó còn suýt bị ngã nữa cơ. Ê, nhìn này, nhìn nó nghiêng à. Michael Jackson. Ấy. Michael Jackson. Ôi, nhìn nè, tôi ảo thật nè. Vô sở hữu liền nha các bạn. Mình không biết là hôm nào nó sẽ hết sale á. Mình sợ là game ngày mai nó fix lại cái tính năng này. Sau đó các bạn không mở khóa được cái đá quý nữa thì tiếc lắm luôn á. Trời ơi, nghiêng nghiêng nó kìa. Buồn cười dữ trời. Oh my god, 10 điểm nha bác này ngồi. 10 điểm. Mình đi xa thì kiểm chứng cái vụ mà không biết có ghép pet được không các bạn ạ. À, nếu mà ghép được thì chắc là mình cũng kiếm để mình ghép vào các bạn. Tại vì nó cũng té quá trời mà. Địch tính ra là một con như thế này mình mất khoảng 230 kim cương. Mà bốn con mình chưa tới 1000 kim cương đó mà ghép được thì cũng ok á. Vậy là nó hiện không thể chọn các bạn ạ. À, ây, vậy là không được, đúng rồi, hay sao nè.
Nhưng mà hiện tại cái con của mình là mới cấp 1 thôi. Mình hết mất kim cương để mình nâng nó lên lên cấp 4, cấp 5 rồi các bạn ơi. Đâm ra đi test này nó hơi vô nghĩa nhở. Ê bạn nào mà có cái con này mà nó lên cấp 5 rồi thì xem thử xong comment xuống bên dưới cho mình biết được không. Có gì mình sẽ ghim lên cho các bạn cùng biết luôn. Chứ thật tình là bây giờ mình hết kim cương mất tiêu rồi các bạn ạ. Không thì mình cũng test rồi á. Mà có một cái mình hơi tham lam một xíu là cái bé gấu trúc này của mình á thì không có phát ra tiếng khi mà di chuyển các bạn ơi. Mình đang nghĩ là bé pet của mình á, khi mà di chuyển thì nó sẽ có cái tiếng ca píp píp hay tiếng gì đó dễ thương một xíu, nhưng mà không có các bạn ơi. Thì hơi tham lam, hơi tiếc một xíu thôi. Nhưng mà thật sự như thế này quá là đủ với mình các bạn ạ. Quá là rẻ cho một em pet xịn sò như này luôn rồi. Các bạn thấy đúng không? Nếu đúng thì ấn like cho mình nha. Lươn lẹo. Mình vui quá trời vui rồi. Xíu nữa thì đang định kết thúc clip các bạn ạ, mà mình quên mất cái nhiệm vụ trong này. Đây đây, hồi nãy thì mình kêu làm để lấy nốt cái mũ ba sừng các bạn. Đây đây. Rồi là nhiệm vụ của chỗ GC này. Đấy. Trời ơi, chưa gì đã do ăn trưa mất tiêu rồi, lại phải đợi xíu nữa rồi. Trời. Được rồi, nhân tiện đây thì mình sẽ thử luôn cái bộ đồ cho các bạn coi nha. Hồi nãy là cái bộ cử nhân trước nè. Đấy, có một áo choàng nè, sau đó là một cái mũ nha các bạn. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Ê, xịn nha, cái này mà có thêm cái áo kiểu dạng áo tốt nghiệp bên trong á là xịn nữa luôn các bạn. Ồ, cái dáng cao này cũng đẹp luôn nha các bạn. À, được á, được á, được á. Ê, tính ra hôm nay mình mở quá trời đồ ngon luôn, đồ miễn phí cũng đẹp nè. Rồi xong mở được bé bé cũng xinh luôn, trời ơi, xịn dữ trời. Vừa nói xong rồi đến tiếp tin học luôn nè. Cộng các bạn ạ. Rồi nhưng mà cũng xong cái nhiệm vụ nha các bạn, để quay trở lại để trả nha. Rồi lần này chắc là nhận được cái mũ nè. Đúng được cái mũ nè. Vô. Oai. Ngon luôn các bạn ơi. Ê, này mới cute này, này cute hột me này các bạn. Ai chà, đẹp dữ ta. Ngoài vậy là clip này mình nhận 3 thứ mà thứ nào cũng xinh, thứ nào cũng đẹp đó các bạn ơi. Ê, đặc biệt là đây nha các bạn. Hơn 200 kim cương của tôi mà bây giờ tôi không tiếc cái gì luôn các bạn ơi. Nếu là các bạn thì các bạn cũng đừng có tiếc nha. Mình không biết là bao lâu thì game mới ra ưu đãi như thế này luôn á. Nên là nhớ vô mua liền nha. Còn bây giờ thì mình với câu chúc mềm mại hãy đi chơi thôi các bạn ơi. Bye bye. Nhớ like subscribe cho tôi nha. À để anh lên cưỡi cái coi nào. Ủa trong này không cưỡi được hả?